Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu nghề ha. Thì hôm nay em sẽ phục vụ cho anh em về một cái ba lan ha. Ba lan kéo tài này nè. Đó, thì con này là 2 tấn nha. Hiệu là Elephant nè. Mất in ra băng luôn. Đây cái móc của nó nè anh em. Xích rất là bự. Đó, móc để 2 tấn luôn ha. Đây, dây xích của nó nè. Xích tải ha, xích này chắc chọc 12 ly anh em. Rồi cái này thì xích kéo này chắc chọc 6 ly ha, 6 ly 8 ly, 6 ly quá. Rồi ngoại hình thì cũng khá mới anh em. Đó. Thì cũng do cái ông chú mua ở ngoài Tiền Giang. Cũng do dịch bệnh thì chú mắc xài không được thì gửi lại, mình hôm nay mình bán lại ha. Rồi con này em bán giá là 2,4 triệu nha anh em, chuyển khoản đủ em bao ship ha, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Giá là 2,4 triệu, 2 tấn nha anh em. Đây cái móc ha, rất là mới. Con này sử dụng rất là ít nha anh em. Sát này tầm 29-30 kg gì đó anh em. Sát lớn ha, 2 tấn mà sát lớn. In ra băng luôn. Rồi giá là 2,4 triệu, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha.